xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục là cái mẫu vỏ thùng loa xúc đơn. Mẫu này gọi là biến thể của NS 700, NS 800. Đây là mẫu biến thể. Con này thì dựa trên form của NEXO và có thay đổi một số cái tùy chỉnh để cho nó hợp với một số củ loa của các hãng khác nhau tại Trung Quốc ngày xưa. Và sau một thời gian thì cái mẫu này được anh em Việt Nam về copy. Con này có chiều ngang bề mặt là 79 cm, số rất đẹp. Chiều sâu là vào 59 và chiều cao cả bản thân thùng là vào 52,5 và 52,5 chứ không được gọi là 53. Các bác kiêng số 53. Thì trên đây là cái mẫu vỏ thùng loa theo form mới. Các bác gắn tên gì thì giả nó gắn. Cái mẫu này thì các bác gọi là mẫu loa súp hầm 50 đơn nhá. Con này thì nó có một điểm đặc biệt này. Cái nỗ cọc đặt ở cái chén cọc này này bằng nhôm và nhìn trông nó rất là sang, xịn và mịn. Đây nữa. Rất là sang, xịn và mịn. Con này là sơn sần mịn. Làm rất đẹp. Rất chỉnh chu. Đấy. Và cái mẫu này đặc biệt là súp hơi nhá. Súp hơi. Súp hơi ở bên trong đã được anh em bán sẵn bông tiêu âm mà. Bông mút súp. Con này thì em có hai tùy chọn cho các bác. Một là các bác lấy vỏ thùng. Hai là các bác lấy cả thùng cả loa. Giá các bác không tưởng tượng được tại sao hợp lý lại hợp ví đến thế. Tại sao lại hợp lý và hợp ví đến thế? Thứ nhất, cái thùng này là thùng 50 và giá như hiện tại bên cửa hàng chúng em đang giới thiệu cũng nhờ chào bán chỉ có 1.750.000, 1.750.000 một cái thùng chưa gồm phí ship vận chuyển. Phí ship vận chuyển đắt thì là đến 500.000 một chiếc, là bao gồm là gửi bưu điện là một này, hoặc gửi xe là hai này. Đấy, đắt là 500.000 một chiếc. Đấy, chỗ nào chặt chém lắm thì chắc phải qua hai cầu xe mới chặt chém được, còn thường thường nó có 500 một quả đắt lắm rồi. Xúc kép mới vào 800 mới 1.000.000, 1.1.000 gửi xe là hết cỡ. Từ đây vào trong Nam, từ Hưng Yên vào trong Hồ Chí Minh. Đấy, ví dụ thế, được chưa? Cái điểm đặc biệt con này này là thiết kế gọn nhẹ và nó khai thác được 80% khả năng trình diễn của đa số những củ bát đang có trên thị trường. Đấy, nó cái điểm mạnh là như thế nhá. Nó dựa trên hai khoang cộng hưởng, một khoang này là khoang trung trầm, khoang bên cạnh này là khoang siêu trầm. Các bác nắp tất cả các bát và bát từ bao nhiêu của mình nhớ nắp hết từ 22 côn 100, rẻ tiền, đến từ 28 côn 125 cao cấp, tất cả đều nắp được. Và nó ra một cái chất đặc trưng của cái dòng subwoofer. Đấy, nó đánh rất là lực và auto cúp, auto NPF và auto HPF. Đó, cái súp hầm lại ra cái điều rất là hay. Nhiều con súp mặt nó không ra được đâu, nhưng súp hầm thì đa số nó ra được. Cái chất của nó rất là hay các bác nhé. Thì không linh tinh lên thuyên nữa, em sẽ dùng đồ em tháo cái ốp khoang tay sách này ra. Trước mặt các bác đây nhá, là cái thùng em đã tháo ra. Bên trong là có bắn rất nhiều mút trứng tiêu âm và khoang thoát hơi này. Khoang thoát hơi được có một cái tấm lưới gọi là lưới chống chuột. Nó chống chuột luôn. Nên là các bác về mà chả may mà có nuôi chuột thì chuột cũng vào và không ra được. À, cũng chuột nó không vào được nhá. Chuột nó chui vào xong chui ra luôn. Còn đây là cái củ bát em ráp cấu hình rẻ chất. Cả thùng cả súp này có 3.500.000. Bây giờ em sẽ test súp hầm. Các bác nhá, súp hầm. Mẫu này thì thôi gắn tên là giờ xếp nhá. Em đang gánh cùng với một chiếc Ultra Full Ram loa đồng trục bát 30. Nhưng mà cái SPL con này kêu thật sự là khiếp. Chưa loa nào mà kêu to như cái loa này. Và súp đây. Súp đây là em đang dùng súp đơn từ 22 côn 100. Cái bát là có 600W khởi chạy, chương trình 1200. Và em đang đánh 800W ở trên con súp này. Loa full là 700W, công suất chương trình luôn. Em mời các bác cùng nghe thử xem ra gì không nhá.
3,5 triệu. Chưa ship. Nghe ngoài trời thì vừa đổ, các bác để trong nhà thì đánh là phải gọi là rất là mạnh. Bởi vì cái âm lượng của loa phun bây giờ nó đang đạt là 112-115 dB, đều rất là to, nói là phải cao lên mà nói. Đấy. Công suất năng đánh súng là 800W RMS. Đẩy hiện đèn clip luôn. Đấy. Công suất chương trình có 1200 nhưng mà đánh công suất khởi chạy là 800W luôn. Nó gọi là đạt đến cái ngưỡng của loa luôn. Súng là phải test là phải mắc hết công suất luôn. Nếu các bác mà chịu khó đeo tai headphone là sẽ cảm nhận được cái lực đánh và nghe tiếng nó rất là đầm và mạnh của con súng này. Êm sâu thì không đáp ứng được đâu, nhưng mà đầm mạnh thì nó làm được.